Thiền bát nhã xâm chưa gương thanh, chiếc đò chiều bên tắt rời sông. Cả kiêu khách lữ trần hồng, kéo mau kịp bước vừa trong hội kỳ. Con của mẹ hội thì xăm đến, các con đây diện kiến gặp thầy. Mau mau ôm tập bài thi, trời trường mẹ dạy tổ thầy chỉ cho. Ngôi gia mẹ thơ đồng chỉ dắt, dạy các con tu tắc kịp kỳ. Long qua đại hội về thi, thi tài thi đức thi thì quả công. Nhớ thầy dạy thơ đồng buổi trước, con hữu duyên được ca phước ban truyền. Nhớ lời mẫu dạy mẹ hiền, thì con được ca đầu mẹ liền chăm công. Trên giáo chủ tiên ông cũng chứng, bởi con đầy ứng dụng hậu lai. Vì con của mẹ chanh tài, kỳ này con đầu sắc mài thành kim. Nhớ siêng năng kim tìm chân lý, được minh tâm huệ chia sáng lò. Con ơi hãy khá lập công, kỳ này cố gắng đứng trong địa cầu. Mấy muôn năm đau đầu dai trả, gắng đầu cao gắng gỡ tâm quyên tâm bền chí kiên cường. Trường An mở hội khoa trường chăm thi, mẹ khuyên con nghĩ nên nghĩ nhớ. Đừng lan xáo con chớ lạc phai, chỉ còn phút cuối hôm nay. Các con nghe mẹ thiên thai được về, mẹ chẳng ép lo bề con dài. Bị lạc lầm theo trải nghiệm linh, rồi con quên mất hữu tình. Bao nhiêu tâm huyết mẹ nhìn cho con, rồi con bị nước non trôi cuốn. Tiêu xác hồn khốn đốn còn đâu, lo con mẹ quá u sầu. Dùng cơ điện bút lệ châu khó cầm, trên cung điện âm thầm mình mẹ. Hương con chồng quá lẻ con ơi, chuyện cớ thăm trẻ ít lời. Bấy nhiêu tâm huyết con thờ biết chăng, trong cõi thế thập phương chư Phật đều độ trần trơn thật hiếu chung. Ngày nay ân xa khắp cụ
Tây Cung Hoàng Mẫu Diệu Dung thương đời. Con chi hiếu cầu trời kinh Phật, lòng từ bi chân thật các con. Thấy con tượm lấp lo tròn, con nào cũng được phước hồng mẹ ban. Mẫu chờ đói mỏi mòn lâu lắm, cho xuống trần bạc vàng tâm hao. Cùng vì danh lợi hữu hào, tiền tài vật chất khác nào chim bao. Mọi người nghe rõ mà. Đời già tạm mê giàu thì khổ, đến bao giờ con gỡ được ra. Gây bao nghiệp chướng thiết tha, đắm chìm bể tục mây ta làm mê. Nay nguyện cầu cho nhà họ Nguyễn, năm nay tuổi mẹo tâm thành. 47 tuổi giờ này tâm thành cầu nguyện mấy câu để dành. Này tôi méo mấy lời phải nhớ, giữ tâm mình hai chữ bình an. Năm nay được chữ an khang, năm nay hai chữ bình an giữa đời. Thân phải chịu lớn đến giữa biển, cái nhọc nhằn hai chữ đau lòng. Bây giờ thân gái tạ tơi, dầu sôi lửa bỏng mình mà ơn giữa đời. Biết bao điều mình là ốm trong giả, chẳng kể ai sao vậy cô hiền. Phải chăng hai chữ bè bàn trong lòng, hai chữ cơm chan giữa dòng. Nước mắt chàng cô hiền gánh chịu, biết bao điều lệ đổ gừng gừng. Cô đây ăn đắng nuốt cay, trong lòng ai hiểu mấy lời thơ văn. Nhưng cô được nhiều người phù đó, căn xưa lắm chịu đau buồn. Tháng tư hai chữ bè bàn, thấy vĩ cô dương dậy thời nghe cô. Mà tháng tám đề phòng cô hỏi, cái nạn tái xe cổ giữa đường. Mấy tặng đôi lời, chúc cho cô được an lành sớm hơn. Mọi người nghe ổn chưa? Nghe ổn chưa Bảo Trân?
hai nguyện cầu họ lễ hòa quyền, mà mong điệp xin hãy lắng nghe. Giáp dần như chiếc thuyền kia ra ngoài sóng lớn dài chầu nắng mưa. Đời của cô giáp dần an hưởng, số của cô phiêu bạc giữa đời. Gian nạn hai chữ khảo nhồi, cơm dầm nước mắt là đời của cô. Cô đã khổ từ mà hồi còn nhỏ, thôi thì gan khẩn gan cầu ông bà thất tổ đồ cho nhẹ lòng. Cô có căn cụ quyền chăm họ gan nguyện cầu xin với bề trên. Thôi nay chúng tặng đôi lời để dành cuộc sống thành tráng của mình. Đời giả tạm mê vào thì khổ, đến bao giờ con gỡ được ra. Gây bao nghiệp chướng thiết tha, đắm chìm bể tục mỹ ta làm mê. Nhìn tứ phương ê chề đau khổ, nhìn các con mà mẹ đau lòng. Thôi gọi mắt kiếp ngàn năm, làm sao cứu kịp linh căng phản hồi. Con nhìn xem chỉ bài cho thấy, đủ thứ điều diệt quấy xảy ra, toàn là danh lợi can qua, tạo nhiều việc dữ khó qua kỳ này. Lực thiên đình hiện nay gốc gao, cho con hay phước báo gán làm. Màn này mẹ chuộng nhất tâm, tu tâm dưỡng tánh, việc làm chánh minh. Mẫu khắc hoài thiên kinh giảng điện, khắp năm châu bốn biển cần lo. Vì đời chưa được tự do, chanh cao chanh thấp so đo hại đời. Đến chừng đó lỡ cười lỡ khóc, tam giao tòa chẳng sót một ai. Dân chiến nguyện tâm thành quả quyền, để nguyện cầu gian giải bề trên. Tuổi thân ôm cái phận đời, giải mang trọng trách là đời của cô. Giải cô mang nỗi buồn thấm thấm, và giọt sầu cô gánh trong tâm. Lên đơn qua kiếp trần đời, cô mang gánh nặng trong tâm có dài bài. Nhớ khi xưa dòng cháu cô đời, một kiếp đời cô liệt quanh quanh.
hiện giờ mang nỗi sầu thương. Con ơi ngồi ngắm cuộc đời của con, thân mang chữ lào lao hai chữ kiếp khảo nhồi cô gánh dậy thời. Đêm nằm cô nghĩ cho đời, cái nước mắt cô để cho mình, tiếng cười cô để cho đời dạy con. Thôi gán nghe ngày nay dân chiên, mà tuổi thân ở chốn trần đời, nguyện cầu hai chữ ngày nay, chúc cầu anh đạo bình an giữa đời. Số của anh tức thời như vậy, phải nguyện cầu hai chữ bình an. Thôi nay chúc tặng vài lời, chúc cho anh được phước an đủ đầy. Ngô Chí Bảo năm nay tân tỵ, gán nguyện cầu trời Phật số mình có kiếp cắn tu, chớ nên buông bỏ lòng đau lỡ kỳ. Trên bề trên đã cắn định phận, chiến đò chiều em gán dồi trao, làm công bồi đức đề dành, ngày sau em hưởng phước ca căn nguyện cầu. Dân Chiến ơi, chút nữa nhắn tin đi nghe Chiến. Gán nghe cầu em mà dương thế, gán vuông tròn cái chữ đạo hiền. Năm nay em được an lành, coi chừng mắt ca chuyện thị phí giữa đời. Thôi mấy câu tâm đà kinh chung, phải giữ lòng giữ đạo nghe em. Đêm nằm em cứ sầu lai, chữ tình gán giữ dậy thời nghe em. Chúc bao chiều bình an giáng sử, làm việc ca đời phúc và hạnh biết bao. Thôi nay chỉ chúc vài lời, chúc cho mà sức ca khỏe an khang giữa đời. Xin chúc cho con nhà họ Nguyễn lễ thị thu 44 ngày nay. Nguyễn thị lễ thu 44 tuổi nay, khẩn cầu trên đấng quyền di. Bốn mươi bốn nguyện cầu trời Phật, cô ơi cô nhận nhìn tâm mình. Trong nhà mịt mịt mờ mờ, nhà cô mịt mịt mờ mờ nghe cô. Nếu không đúng khi sao cái bíp, gặp nước kìa hai chữ nghe cô. Bíp thời gặp nước là tiêu, cô ơi nhìn lại gọi.
cô cao cao thấp thấp, nó ngộ kỳ lắm thật nghe cô. Về nhà xem lại gò gà, coi xem có đúng vậy thời hay chưa. Chuyện trong nhà sầm hết đó, biết bao điều cô gánh trong tâm. Chuyện vui chưa thấy bao nhiêu, chuyện buồn lại kéo ôm mang vào lòng. 3 năm kia cô dầm nước mắt, chấp phận đời cô gánh cô mang. Thôi nay chúc qua tặng đôi lời, về mà xem đúng sửa liền nghe cô. Văn Chiến ơi, chút nữa nhắn tin vô Facebook đi để dễ nói hơn. Mở nhỏ hay mở lớn à, Thiện Nhân ơi. Nay chung cho nhà nhà an hảo, chung mọi người được chữ bình an, chung cho phước hạnh trần gian, chung cho người mẹ hoàng nhung nơi này, chung mẹ hiền bình an giảng sử, chung mẹ đạo hai chữ bình an gắng làm trọn sứ thầy ban, gắng làm cho đặng nguyện tấn thành 19 tuổi lẻ, nguyện chúc cầu em đạo bình an, chung cầu em chữ an khang, chúc cầu em được phước lành bề trên. Mà sự việc vuông tròn hai chữ, phải gắng gượng cuộc sống của mình. Dù bao gian khổ dày thời, vươn lên mới được vững an lòng mình. Phải vươn lên vì bao khổ cực, phải vươn lên giữa chốn ta bà, vươn lên cái khổ trần ni, vươn lên cái chữ thầm mà hiểu đời mình. 19 tuổi tương lai rộng mở, thôi mấy lời để dạ anh à chàng. Chơi bạn mà lửa mà chơi, chơi người hạnh đức vẹn toàn em trai. Chơi chọn người mình à sai vậy thế, gán nghe lời hai chữ vậy thôi. Nếu không đừng à trách kêu trời, sao mình lại bị bạn bè chơi thăm. Thôi mấy câu dài câu để đó, để xem coi có đúng hay không. Mấy lời cầu chúc vậy thời, thôi nay tạm chúc dài câu mấy lời.
trần miền ngày nay hai chữ có đệ huynh tại chốn nơi này. Nhân duyên mới gặp trùng phùng chung cho con đảo mỗi người ấm no. Nhớ nghe chưa những người con đảo phải mót mòn cái đạo trần đời gian nan cho lắm vậy thời mình đây ơn chịu đắng cái giữa dòng nguyện thành trái 43 tuổi phải dập ba đầu xin với bề trên cụ quyền thất ca tổ cầu xin thì mình mới được ước áo trong lòng. Bốn mươi ba nguyện cầu chư Phật độ năm nay bổn mạng vững vàng. Cầu ơi tháng bảy mười ngày chăng mờ chăng khuyết vậy thời nhớ nghe nhớ xe cổ đầu tiên nghe cầu chánh những nơi gây gối âm sầm. Thứ hai tranh chữ tiền tài ra đường có thấy bất minh vậy thời mình phải gán vượt qua thang đó coi chừng nghe mắt nạn vừa vòng. Nạn này nạn của người ta cầu đây ôm lấy chữ quan đến mình nhớ cẩn thận mười ngày chẳng khuyết mà chẳng mờ cầu nhớ cầu ơi qua rồi mới được bình an. Năm nay cực khổ lắm điều đó nghe thôi gán đi bề trên phù hộ kiếp cậu đây cực khổ nhiều rồi thôi nay chúng tặng đôi lời gán cầu gán khẩn quan âm Phật bà. Năm nay tuổi sụ dậy thời 49 tuổi dậy thời cầu an. Năm nay năm tuổi bao điều đầu năm chục pha chặt biết cả bao nhiêu điều chữ tiền tài ngày nay phải gán chữ bạc chữ tình chữ nghĩa vuông tròn. Năm nay năm tuổi mỗi điều trấn an kém chữ tiền kém luôn chữ phận gán nguyện cầu thất tổ cầu sinh để cho tuổi sụ vững vàng. Năm nay tuổi Sửu nguyện cầu năm nay cực khổ giữa dòng lâm đa thôi mấy câu tâm đà kính chúc chữ thiên cơ chẳng lộ mấy lời ngày nay chỉ chúc an lành
phước tăng trường thọ, phước lành đề đa. Này bảo chẳng con hiền phải gan, dù bao điều cực khổ con mang. Chữ đời là giấy đó con đưa người qua bên ai đâu nhớ mình. Con buồn thân gọi con trách phận, trách phận mình hai chữ bèo trôi. Nhớ rằng cái chữ nghiệp tan như là buổi tiệc hiệp tan mấy hồi. Con phải gan dương lên cuộc sống, dù đắng cay con giữ cho mình. Mạng này lập đức bồi công, con đừng mơ tưởng chữ tình nên đôi. Ba năm nữa con khờ hành xử để giúp đời phù độ ba già. Đừng mời cái chữ tình duyên bề trên đã định, con đây phải cứu đời. Buồn chi cái hiệp tan dương thế lắm nhọc nhằn con gánh cho đời. Thôi buồn chi cành bèo trôi, bờ đây tan hiệp mấy hồi con ơi. Phận tu hành rồi trao kinh sử, phải ngày đêm hầu cận mẫu hoàng. Ngày sau phải lập điện thờ để cho mình được phước lành. Ngày sau con phải gán dù bao gian khổ, nước mắt chan mình cũng bằng lòng. Miễn sao tâm được nhẹ nhàng thì con mới được phước an trong gia đình. Thôi mấy câu giữ lòng chặt chà, nước mắt rơi giọt chà trong lòng. Miệng cười con để thế gian, chứ lòng tan nát vậy thời con ơi. Tại vì con ngày xưa chôn mẹ xuống trần đời hai chữ ngày nay. Nam mô chúc tụng con khờ, con ơi giữ giả phước lành mẹ mang. Này chúc cho cô chàng hai chữ, chúc nguyện cầu đắp mối đạo duyên. Mạng này nghiệp quả căng rồi, bao năm ngồi đợi ngóng trong đời chờ. Năm gầu ghi si tư trời đời, đợi chờ gì cô hỏi là cô. Chứ nên buồn bã trong lòng, đêm nằm lệ đổ mình ơn giữa đời. Con của mẹ bị nhồi bị thảo, mới dựng và cái chữ tu hiền. Chớ nên hai chữ vậy thời
dậy thời linh tử các phần ơi nghe nói mấy lời muôn bà chiến chót dậy thời đừng đi mê nữa hồng trần trễ nghe hỏi linh căn các phần dương thế đang theo người tu học thế gian mau mau thực giấc cỡ ban canh gà đã gái đợi chờ gì chăng mau tìm chỗ tu hành để kịp nếu không thì chẳng có tuổi tên làm sao mà đồ xa phàm linh căn ơi hỏi mau mau nhớ lời mau tìm đường tu gao hành xử để kịp về đồ xa trần gian hỏi này mới các phần linh đang theo người nữ dương phàm ngày đêm thôi nhớ lời màng ba đã tới không chịu tu kể kịp vậy à đây là khuyên nhủ linh căn con mau dạo gót cảnh tiên trở về đừng đi nữa quê nhà lạc lo cảnh tiên bồng ai đợi ngóng trông hôm nay cô đảo dừng lòng mấy phần cắn hỏi giờ này có nghe khuyên cô đảo dừng lòng bền chi mình à đây dựng bước đò chiều đợi mình cực khổ bao nhiêu thôi nay nhất quyết cầu xin mẹ hiền hãy nguyện với mẫu hoàng xây chiến để cho con có kinh phí giữa đời lập nên cái điện cầu xin để con thờ phượng trong tâm cho dừng vàng nay hòa quyện sinh cùng với mẹ thâu chính tầng mẹ chứng lời cô ngày nay ban tuổi đọc tên diệu trang dương ngự bến tre dừng vàng nay diệu trang tầm thinh hòa quyện như mây cầu phải gán để lòng tên này tên của quyện di diệu là diệu tánh diệu hiền thế gian diệu tự tâm ra ngoài bản tánh diệu Phật hư để giúp đưa đò trang là trang nhà anh đài trang gián hai chữ gạn danh sau này nay diệu trang tên đề đặt sẵn nhớ mấy câu tên để nghi lòng ngày xưa đặt có bao nhiêu không bằng một phút tên này đâu nghe tên diệu trang bề trên sắp đặt để nói chuyện tu hành thiên tiên thôi nay chúc tặng đôi lời hành trang cuộc sống nhớ mau giờ.
tâm quyết ai ơi hãy nhớ, dù nặng lòng nước mắt bao nhiêu, dừng lòng tay khách về quê, quê mình có mẹ đợi trong dậy thời, đường về quê mờ mờ mịt mịt, nếu lạc đường sao kịp người ơi, màn ba đã tới gò càng dương thần phải chịu lắm điều sầu lai, khuyên linh tử nơi này gán nguyện xin màu hoàng tam bố phước dư, chúng con đêm đợi ngài chờ ngày nay cầu nguyện thế linh tự màng ba thảo nhạo hoa dưới đò chiều hai chữ ngồi buồn, ngồi trong đợi khách về quê, chờ này chúc tặng ngọc lúa chữ bình an, màn này đâu phép tranh tài hô hào xưng lớn ga quay anh hùng, dùng bùa phép nhiễu nhương quyên gù bị tà ma nó cứ hại đời, bởi con quá giỏi tin lời ham mê linh nghiệm khổ đời của con, rồi con xem chẳng còn một đứa thứ bào hùng chất chứa giả tâm, nghe theo ma quỷ rồi lầm làm con mê mỗi thân phàm hồn tiêu, khi đến diệt lực điều phấn xử hiền đăng còn làm giữ phải tiêu, mẫu đây từng nói bao lời xét coi xem lại quá nhiều không con, lời mẫu dạy chắc non tở biển mà con trần thể hiện rồi chưa, thương con biết mấy cho vừa, chỉ con thất tình ngăn ngừa tội khinh, lời mẫu dạy chỉ phân nghiêm diệu, con ngỡ tai chẳng chịu nghe lời, đến khi tới việc tới bời hồn tiêu phách tán gà rồi còn đâu, điển cơ mẹ từng câu hủ ly còn sáng tâm mở kia xếp giờ, bao nhiêu tâm quyết vì con thân mẹ nào kể hao mòn tâm can, điển thiên mẹ bao trầm vũ trụ các con đầm thấp thụ điển hoa, lờ kinh cơ bút gò gàng sao con chẳng gò tầm đường mà đi, mẫu trường quán từng ly từng tí nhớ lời khuyên hộ ly chí tình,
Đây là kênh Diêu Trì Kim Mẫu, Phật Mẫu dạy đạo Quyền Cơ Bút, Quyền Cơ Diệu Bút. Sao con chẳng chịu lòng tin? Tại sao đang qua? Ngày ngày lo uống, lo ăn, lo danh, lo lợi, lo chăm tứ quyền, lo cái nồi ưu phiền sắp đến, lo làm sao cái bên yêu thương, lo đời còn quá nhiều nhưng anh em huynh đệ đón trường mất nhân, lòng mẹ thương lời phân bao trước, khuyên con thơ tạo phước thiện lành, dứt điều cản bà lợi danh quyền mê mờ chi anh em bất hòa, con nên nhớ bụ tòa phán xử thì các con phải kẻ ca lực ca hình. Rồi đây mắt tánh căng lạnh, làm sao cu đặng chịu đành khổ đau. Mẫu nhìn con tiêu hao tứ phía, mẹ đâu đành ngữ tía lầu son, chuyện cơ lời bảo khuyên con, mong con nghe mẹ đặng còn về. Con học biết sửa rồi căn bà, lực thiên định vô hạn định phân, trời cha thiên lý cầm cân, sự thân thường phạt cảnh trần hiện nay, mẹ có thương thằng ngài đúng lực, mong con thơ chân thật lòng thành. Nay chúc cầu quốc thanh hơn chè, con hỡi con giữ giả mấy lời, mình tu thì biết phận mình gian nan khổ cực giữa đời chớ than, dù cay đắng mình con gánh chịu, phải giữ lòng trơn cánh nghe chưa, một tâm một hướng một đời, không nên hai chữ hái quá dừa đời, dù gian khổ mình là con vẫn bước, cái phận mình lập đức bồi công, chớ nên giải dọt nghe đời, gọi ôm cái khổ trong lòng con ao, bao gian khổ mình ơn phải gan, biết phận đời cay đắng rất nhiều, gian nan cho mấy vậy thời, chớ nên lạc bước giữa đời phong sương, phải giữ cho thân mình trong sạch, sạch từ tâm cho tới ra ngoài, chữ tình chữ nghĩa
làm sao cho được vuông tròn nghe chưa. Đời của con chữ tình gánh nặng, biết bao lần nước mắt nghe chưa. Gan đi mới được vững vàng, bao nhiêu tâm huyết mấy lời dạy khuyên. Thôi phải gán dọc châu nước mắt, buồn việc ca gì tâm sự bề trên. Đêm đêm nghe chữ dạy khuyên, thì mình mới được bước giữ giữa đời. Chớ nên còn ra đời tranh chấp, chịu nhà nhòi than khóc ngày sau. Năm nay phải gan mấy lời, thôi cầu ai chữ phước ta an đủ điều. Chúc anh hiền nơi miền an hữu, mà chúc cho anh đạo nơi này thân mang cái chữ làm vui. Anh đây phải chịu biết lời dèm pha, thân của anh đưa người sang bên, phải chịu nhiều cái cảnh sầu thương. Đưa người sang bên về quê là đời anh đảo nơi này anh ơi. Số của anh bao nhiêu cái khổ, nhờ ông bà phụ họ đó nghe. Năm nay anh chịu nhà nhồi, bao năm cực ca khổ bề trên đồng lòng. Anh đưa khách sang sông sang bên, vậy có ai mà nhớ tới anh. Ăn cơm đập bát rồi xong, ai đâu còn nhớ mình à đây giúp đời. Biết bao đêm nguyện cầu Phật màu, xin mẹ hiền ban bố lời cầu. Gánh đi cái phận đưa đò, còn bao thử thách Phật bà chăm công. Nguyện cơ xứ lĩnh bà an hưởng, phước lộc bà đa hai chữ an lành. Bà về bà tiếp lòng ấm, ban thêm cái lòng phước ca duyên đủ đầy. Thôi gan nghe cơm dòng nước mắt, biết bao người vùi dập cầu đây. Bao người xô ngã dầm lên, nhưng mà có mẹ đưa về an khang. Thôi gan nghe mong ngày tương hiệp, được hữu duyên chúc tặng anh hiền. Mong ngày mẹ chuyển hữu duyên, anh em mình tương ngộ dài câu miên chầu. Thôi chúc anh lộc bà mà ban xuống, đừng buồn nữa nghe cái phận mình dậy rồi. Thiên đình bút ký gò gành, ngày sau đắc diệt tiên ông phản hồi. Xin cầu bảy ông dung độ chân, độ anh
độ cho mọi việc an lành. Thôi nay mấy chữ chúc anh để dòng mà đời. Chi tâm học đạo tu hành, ban truyền các lệnh chăm quan, chung cùng lệnh mẹ khu an cảnh trần. Con cố gắng thi hành lời dạy, đắm mê chẳng nên phải xa ngôi. Mẹ mình trong đứng trong ngồi, các con còn dài ham chơi bề trần. Mẹ xót dạ bao lần gian thế, đã nhiều lần lìa ghế cung son. Thấy đời lắm cảnh héo giòn, thương cho con trẻ nặng đòn phải mang. Nhìn mái tạo càng ngày thúc giục, lòng mẹ đây muôn khúc đòn trường. Nhìn con trước cuộc tang thương, thế mà con mãi chủ trương lợi tài. Mẫu đã lập qua đài đại hỏi, khuyên chúng sanh hãy dội tu hành. Đời cùng khó tránh đau binh. Dạ. Đời cùng khó tránh đau bệnh, dù thương mẹ cũng không tranh lực trời. Ngày tận diệt tận thời mau lắm, mà can còn bước chậm lắm rồi. Cùng vì danh lợi chị lôi, mẹ đây vì trẻ đứng ngồi không yên. Mong nam nữ lửa phiền tươi tắt, để tranh cơm gió bắp thổi lùa. Chữ tu vàng cũng khó mua, chung hiếu con tròn mẹ cha chấm phần. Đừng lầm tưởng bạc vàng là quý, mẫu khuyên con hãy nghĩ cho cùng. Rồi đây các việc hại hùng, con đâu có được hung dũng như vậy. Bởi mẹ thấy từ đây con khổ, khổ các con mẹ đổ dòng châu. Hãy mau thất tình hồi tu, mới là được mẹ hộ phù vững an. Cảnh tương tàn tương sang, tâm thân con gờ gạt nổi trôi. Mẹ dù ân huệ liên hồi, cũng không cứu vãn được hồi ngựa nghiêng. Nên mẹ gửi lời
khuyên chung tất, bớt lần lần vật chất thế gian. Gán dình từ lúc sinh phân, nhân sanh phải chịu tan thương khổ sâu. Con nghe mẹ liệu lường kẹo hồ, biết bao lần sập ba đổ con ơi. Hôm nay mẹ nói phân lời, các con hãy liệu giữ thời nhân sanh. Nay nguyện cầu phước dư để lại, để nguyện cầu huynh đệ chúng tay. Mỗi người xin nhân chúc thời gian, chúc ương hòa quyền dịch ta kia đầy lùi. Xin huynh đệ hiệp chung với đề, để lời cầu thâu đến hòa thiên. Đêm đêm đốt một nén hương, nguyện cầu trời Phật dịch ta kia đầy lùi. Khắp hoàng cầu tán thương gì, bởi cảnh khảo nhồi hai chữ tán thương. Hỏi này huynh đệ tứ phương, xin cùng giới để một câu nguyện thầm. Để dịch kia một ngày tươi sáng, để đầy lùi hai chữ an khang. Mỗi người niệm một câu thôi, sẽ mà tất ứng giữa nơi thế chẳng. Một mình là để không làm nên được hỏi, một cây sao mà đắp dung bồi. Nhiều cây chùm lại mới lên, xin hỏi huynh để một câu nguyện thầm. Người con đạo một lòng cầu nguyện, để mót bỏ cái chữ đạo tu. Việt Nam đã khổ nhiều rồi, xin trên Phật mẫu đồng lòng thứ dung. Người con mẹ chẳng hơn cao thấp, người con mẹ giữ dạ đường tu. Người con tu hiểu dày thời, tu tâm dưỡng tánh ngày sau đắp bồi. Tu là phải dồi trao đức hành, tu là phải gạt bỏ lòng phàm. Tu không cạo tóc bôi đầu, không gì manh áo mà phân biệt tài. Tu tâm đạo bồi cao đức hạnh, tu là tâm vững dạ như đèn. Tu sao ta được về ngôi, chơi đừng phải ngàn năm khổ sâu. Kiếp linh căn phân phân hiện hiện, phải chịu nhiều mang tiếng thị phi. Một lòng hiếu đạo dài câu, thôi nay tạm dứt chút cho nhà nhà. Nhớ nhà huynh đệ mỗi đêm cầu nguyện, sáng trưa chiều nguyện với hoàng thiên. Để cho Nam Việt đầy lùi, hân hoan hạnh.
hạnh phúc dài câu dày thời. Hẹn ngày sau mấy câu tạm chung thôi, dứt lời tạm chúc nhà nhà. 23 huynh đệ